Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 6 và chúng ta đã nắm rất là kỹ ở cái phần hạng thức số 1, số 2 và số 3. Chiều thuận và chiều nghịch thì chúng ta đã nắm rồi đúng không? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài số 7, đó chính là lập phương của một tấm lập. Lập phương là mũ mấy em? Nhớ này, bình phương á, bình phương thì mũ 2 mà lập phương là mũ 3 em nhá. Tổng là phép gì? Phép cộng, nghĩa là A cộng B tất cả mũ 3. Lập phương của một hiệu thì nó chính là gì? A trừ B tất cả mũ 3. Nhưng mà chúng ta sẽ đặt là tổng là hạng thức số 4, là A cộng B tất cả mũ 3 là hạng thức số 4. Còn A trừ B tất cả mũ 3 thì đó chính là hạng thức số 5. Như vậy thì trong clip này thầy sẽ quay cho em ở hạng thức số 4 và hạng thức số 5. Được chưa? Rồi, ở đây bạn Tròn đưa ra gì đây? Chứng minh chúng ta đã biết công thức này. Còn công thức này thì sao nhỉ? Thì bây giờ chúng ta bắt buộc chúng ta học để chúng ta hình thành công thức này. Nó ra được cái gì? Ta sẽ đi sang phần 1. Nói chung á, đối với bài này á thì thầy có thể dạy trong một clip được. Nhưng mà thầy thiết nghĩ á, thầy sẽ dạy phần 1 này lập phương của một tổng là một clip. Tại vì sao? Tại vì thầy muốn cho em nhiều ví dụ và thậm chí cho em bài tập bên ngoài để chúng ta làm, để chúng ta vẫn cứ học tới đâu làm ta vẫn tới đó, để chúng ta hiểu cái bản chất của nó, cỡ cả chiều thuận và chiều nghịch các em nhé. Thì đây chính là hạng thức số 4 nha. Sau này mà dưới dạng khi mà làm tổng hợp á thì thầy chỉ cần chỉ a đây là hạng thức số 4 này, đây chính là hạng thức số 5 này, hạng thức số 3 này, hạng thức số 2 này, chúng ta phải nhớ được chưa. Ta đi sang lập phương một tổng này, ta đi sang hoạt động 1. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta thực hiện phép tính này. A cộng B nhân cho A cộng B mũ 2. Ha, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm ra. Làm bằng cách nào? A cộng B các em để đó. Đây chính là hạng thức số mấy? Đây chính là hạng thức số 1 mà chúng ta được học rồi. Nó có dạng là A cộng B tất cả bình thì chúng ta đã thuộc rồi đúng không? Đây được A bình cộng 2AB và cộng cho B bình là bước thứ nhất. Được chưa? Bước thứ hai, chúng ta sẽ lấy đa thức nhân đa thức. Chúng ta lấy A, các em lấy A nhân vô cả cái ngoặc này. Ở đây dấu cộng, ta ghi chỗ này là dấu cộng B A bình cộng 2AB và cộng cho B bình. Rồi, bạn tiếp. Bây giờ chúng ta lấy A nhân vô đây, nhân vô đây và nhân vô đây. A nhân A mũ 2 là bằng A mũ 3. A nhân ở đây cho trở thành là 2. A nhân A là A mũ 2B cộng đây cho AB mũ 2. Rồi, tiếp tục nhân vô đây. B nhân cho A bình thì trở thành là A bình B cộng 2AB mũ 2 cộng cho B mũ 3. Tại vì B nhân B mũ 2 bằng B mũ 3. Chúng ta nhóm này, thằng này với thằng này, một nhóm. Tại vì nó có cùng biến này. Rút gọn các cái biểu thức, các đơn thức đồng dạng người ta biết rồi. Cùng biến thì người ta lấy hệ số cộng lại thôi. Người ta không biết ngay chỗ đây thì nó chính là số mấy? Đó chính là số 1. 2 cộng 1 thì bằng 3. Tương tự thằng này với thằng này cũng là 3. Rồi, được không? Được chưa? Các em hiểu không? Người từ đó rút ra liên hệ giữa thằng này thì hai thằng này sẽ bằng nhau. Mà cái thằng A cộng B mũ 3 thì chính là bằng thằng này này. Tại vì đây là A cộng B mũ 1 này, đây người ta không ghi mũ 1 này. Hai này giống nhau, nhưng mà 1 cộng 2 là bằng 3. Như vậy từ đây chúng ta suy ra là gì? A cộng B mũ 3 thì ở đây nó sẽ bằng là gì? A mũ 3 cộng 3A mũ 2B cộng 3AB mũ 2 và cộng B mũ 3. Đây chính là hạng thức số 4. Số 4 em nha. Hiểu chưa? Bây giờ thầy sẽ liên hệ cho các ví dụ để chúng ta làm. Rồi chúng ta xem ví dụ và thầy sẽ làm cho các em các cái phần luyện tập. Ví dụ 1 này. Từ đơn giản phức tạp trước em nha. Thầy cho ví dụ như là 2x
cộng 3 y, thầy làm chịu thuận trước nha. Các em nhìn này, trong này là a của chúng ta là 2x, b của chúng ta là 3y, chúng ta viết này. Các em viết như này là sai này, thiếu dấu gì các em? Bản chất của vấn đề ở đây thầy dạy tắt ra một clip là có lý do của thầy, để thầy phân tích những cái mà chúng ta có thể hay gặp những trường hợp hay sai sót rất là nhỏ nhưng chúng ta không để ý. Các em hiểu không? Thiếu dấu ngoặc. Rồi, cộng này, cái số 3 này bản chất là nằm trong hàng đẳng thức nên các em cứ ghi 3 lại. A bình phương các em ghi như này cũng sai này, thiếu dấu ngoặc này, được không? B chúng ta là 3y này, đó. Phần này là làm cực kỳ chậm chứ không là nó sai đó. Cộng 3 này, A chúng ta là 2x này, B bình phương các em ghi mà không có ngoặc là sai á nha. Cộng như này thì cũng sai, thiếu dấu ngoặc. Rồi, ok, bằng tiếp. 2 mũ 3 là bằng 8 này, x mũ 3 này, cộng này 3 này, 2 đây là 4x bình phương này nhân cho 3y này, cộng 3 2x này nhân ở đây 9y bình phương này, 3 mũ 3 là bằng 27y mũ 3 này. Rồi bây giờ chúng ta làm một bước nữa để tính chỗ này và tính chỗ này nữa là xong, hiểu không? 8x mũ 3 này cộng này, 3 x 3 bằng 9, 9 x 4 là bằng 36, x bình phương y nè. 3 x 2 6, 6 x 9 54 nè, x y bình phương nè, cộng 27 y mũ 3 nè. Đó, hiểu chưa? Từ cái này chúng ta đã khai triển ra được cái này. Bây giờ thầy sẽ, đây là chịu thuận nha, chịu thuận. Bây giờ thầy sẽ làm chịu nghịch. Chịu nghịch thầy giả sử như bây giờ người ta cho cái này, chịu nghịch này, bây giờ người ta giả sử người ta cho cái này, người ta yêu cầu các em viết lại dưới dạng hàng thức số 4 tổng lập phương, đúng không? Thì chúng ta làm như thế nào? Thì bây giờ nhớ này, khi chúng ta phát hiện đây chính là hàng thức số 4 rồi, chịu nghịch rồi, chịu nghịch thầy để chữ N này, thì chúng ta hãy lấy giùm thầy cái phần này này và thằng phần này để chúng ta làm gì? Để chúng ta xác định được A ở đây bằng bao nhiêu và B ở đây bằng bao nhiêu. Để chúng ta thế vào ở cái vị trí đó chính là A cộng B tất cả lập phương đó. A chúng ta xác định được bao nhiêu chúng ta thế vào đây, B ở đây chúng ta có chúng ta thế vào đây là ra. Thì bây giờ thầy sẽ phân tích ở ngoài nháp để các em thấy này. 8x mũ 3 thì bây giờ số 8 này á, chúng ta phải đưa về là 2 mũ 3 nhân này cho x mũ 3, đúng không? Như vậy thì chúng ta lòng vô trở thành một ngọt. Như vậy chúng ta xác định A ở đây chính là bằng 2x, ta thế vào chỗ này. B chúng ta nhìn một cái đầu ở cái cuối em, đây chỗ đây này, 27x y thành là y mũ 3. 27 chúng ta đưa về 3 mũ 3 nhân y mũ 3, nên ra được 3y tất cả mũ 3. Như vậy B chúng ta ở đây sẽ bằng là 3y. Khi đó chúng ta thế vào công thức này thì có phải chỗ này nó ra được là gì? 2x cộng 3y tất cả mũ 3. Phương pháp làm của chúng ta là như thế đó, hiểu không? Nhưng nhớ này, khi mà ở đây chúng ta điếm này 1, 2, 3, 4, ở trong đây có 4 hàng tử và tất cả nó đều là dấu cộng thì chắc chắn nó sẽ là hàng thức số 4. Còn nếu chỗ này, vị trí chỗ này là trừ và chỗ này là trừ thì nó chính là hàng thức số 5 mà chúng ta sẽ được học ở cái phần số 2, được không nào? Đấy. Còn nếu mà hàng đẳng thức số 6 và số 7 ấy, thì nó sẽ có hai cái ngọt dạng tích như này và chúng ta sẽ được học xong. Từ từ, khi đó thầy sẽ hệ thống lại viết cho các em ra 7 hàng đẳng thức để các em đối chiếu nó khác nhau chỗ nào, và thầy sẽ chỉ ra cái phương pháp học. Nhưng bây giờ đang hình thành từng hàng đẳng thức nên là thầy không thể nào mà làm như vậy được. Ok chưa? Rồi, tiếp tục em nha. Đang ghi này, phần này vô để các em học này, khai triển này. Đây là A, đây là B này, người ta khai triển cho các em này. Cái này dễ. Ở đây A này, ở đây B này, người ta khai triển này.
Tại vì bản chất cái chỗ này á, ví dụ này, cái chỗ này y mũ 3, tại sao người ta không đóng ngoặc? Chúng ta có thể đóng ngoặc như này y mũ 3 cũng được, nhưng chúng ta cũng có thể viết y mũ 3 cũng được. Nhưng đó ví dụ 2 y mà các em ghi này lại sai, phải có đóng mở ngoặc thì nó mới đúng. Phải hiểu bản chất vấn đề như vậy nha, chứ nó quả sao người ta không không đóng ngoặc mà thầy cứ biểu các em đóng ngoặc, không phải. Tùy tình huống để mà chúng ta đóng hay là không đóng. Hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập 1. Ta đi sang câu thứ nhất, khai triển này. Câu A. Mũ 3 nghe. Lập phương là mũ 3 ha. Phải nhớ công thức nha. Theo công thức ta là A mũ 3, nghĩa là x mũ 3 cộng 3 này, 3 là trong hàng hình thức này, x này. Ở đây không cần ngoặc cũng được, tại vì bản chất của nó là chỉ có x thôi. Chứ nếu là 2x hay 3x thì bắt buộc là phải ngoặc, hiểu không? Nhân ở đây cho b này, cộng này 3 này, nhân a này, b bình phương này, cộng cho b mũ 3 này, đó. X mũ 3 cộng 3 nhân 3 đây là 9x bình. Đó. Thằng này là bằng 27 đúng không nè? 9 nhân 3 là 27x. Cộng này cho 27 xong. Đúng không? Câu B. X cộng 2y mũ 3. Cứ vậy mà viết thôi, x mũ 3 cộng 3 nhân x bình nhân đây cho 2y. Ở đây 2y mũ 1 thì cũng không cần ngoặc, hiểu chưa? 3 nhân ở đây x này, nhưng chỗ này phải ngoặc này. Không ngoặc là sai á. Cái này phải ngoặc này. Ok. 3 nhân 2 là 6 này, x bình phương y này. Cái này thì tính nhanh một bước nha. 2 mũ 2 đây là 4, 4 nhân 3 là bằng 12 này, x y mũ 2 này. 8 y mũ 3 này. Xong. Phần bài tập làm thêm ở chỗ này chúng ta có thể phân tích giùm thầy, đây là 2x cộng 5y mũ 3 nha, bằng bao nhiêu. Ok. Và chúng ta cũng có thể tính nhanh giùm thầy là 1001 mũ 3 nha. Tính nhanh này. Cái này thì chúng ta chỉ tách trở thành là 1000 cộng 1 mũ 3 các em nha. Cái này chúng ta tự làm. Thầy cho thêm bên ngoài để chúng ta có thể vững vững vàng. Cho thêm một cái nữa đi. Ở đây chúng ta có thể là 1 phần 2x cộng 3 phần 2y đi. Mũ 3. Rồi. Chúng ta làm thêm tại 2 này để cho nó vững và nhớ luôn công thức nha. Được không? Nha, rồi. Ok. Tiếp tục. Ta đi sang phần 2. Ở đây người ta yêu cầu các em rút gọn biểu thức. Đây chính là hình thức số 4 này. Chiều thuận nè, hai này kề nó, cứ ghi lại. Giờ khai triển cái thằng này ra, hằng thức số 4 chiều thuận a mũ 3 cộng ba cộng 3 này a bình phương b đúng không, cộng 3 a b bình phương cộng b mũ 3. Còn hai thằng này thì ghi lại này, trừ 8 x mũ 3 trừ y mũ 3 ghi lại được chưa. Bằng tiếp, 2 mũ 3 là bằng 8 x mũ 3. Cái này chúng ta tính nhanh một bước nha. 2 mũ 2 là bằng 4 nhân 3 là bằng 12 x mũ 2 y. 3 nhân 2 bằng 6 x y mũ 2 cộng y mũ 3. Ở đây trừ 8x mũ 3 trừ y mũ 3. Nhưng mà thằng này trừ này hết, thằng này trừ này hết, còn là hai này này. Xong, vậy thôi. Hiểu chưa? Ok. Em hiểu không? Hồi nãy giờ chúng ta đang làm là làm chiều. Chiều gì? Chiều thuận á. Chiều thuận. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi làm chiều nghịch các em nha. Ta đi sang ví dụ. Ví dụ 2.
Viết dạng lập phương là các em nhìn này. Ở đây chúng ta nên phân tích vị trí này. Kinh nghiệm làm các em, vị trí này. Cái số 1 nghĩa là bằng 1 mũ 3, nên từ đây chúng ta suy ra A này chính là bằng 1. 8x mũ 3. Chúng ta số 8 này người ta viết trở thành 2 mũ 3 nhân x mũ 3. Thầy phân tích chắc chắn nó sẽ dễ hiểu hơn trong sách. Nhưng mà cái này là ra được 2x mũ 3 thì chứng tỏ suy ra B này chính là bằng 2x. Như vậy khi đó chúng ta viết dưới dạng là A cộng B tất cả bình thì chúng ta thế vô trở thành là 1 cộng 2x tất cả bình. Không phải bình mà lập phương em. Xin lỗi em. Đây. Xem được người ta làm mà đúng không? Đây. Nhưng trong quá trình viết á thì chúng ta phải phân tích luôn cả cái này luôn nha. Theo đúng công thức cho thầy. Đó. Nhưng cái cơ bản cuối cùng nó phải ra được đúng cái này này. Đây. Hiểu chưa? Rồi. Tương tự như vậy thì bây giờ thầy sẽ làm cho em phần luyện tập 2. X mũ 3 cộng, bây giờ cái đề bài em ghi lại nha để mà tiết kiệm thời gian của thầy và các em. Bây giờ theo công thức chúng ta là 3 cái đã. 3 theo trong hàng đẳng thức. Ở đây chúng ta xác định A đây chắc chắn là gì? A đây chính là x. Như vậy đây chính là x. B. Đúng không? X ở đây phải là x gì? X bình phương. Cái nữa. Em có hiểu không? A ở đây chính là x. B ở đây. Y ở đây. B ở đây thì chúng ta chắc chắn xác định B ở đây chính là 3y đúng không? Thì chắc chắn ngay chỗ đây sẽ là 3y này. Nó hơi khó hiểu một xíu em nha, ta cố gắng. 27 đúng không? 27 bây giờ số 3 cũng có trong công thức cái đã. Cứ làm theo từng bước và đúng theo công thức. A nghĩa là x. B bình sẽ là 3y bình. Khi mà đúng công thức là chúng ta khai triển ra chắc chắn nó sẽ giống ở trên đây thôi. Cộng ở đây là 3y tất cả mũ 3. Đó. Nhưng mà cái này người ta đưa về x cộng 3y tất cả mũ 3. Được chưa? Thầy sẽ cho em một ví dụ để các em tự làm nha. Phần bài tập thêm. Ok. Rồi cái phần bài tập về nhà ở phần chiều thuận này. Chúng ta có thể khai viết dưới dạng tổng nha. 27 y mũ 3 cộng 108 x y mũ 2 cộng 144 x mũ 2 y và cộng ở đây cho 64 x mũ 3 bằng. Rồi viết dưới dạng là tổng ha, tổng. Nhìn vô thì sẽ thấy ngay. Nhưng quan trọng ta phải phân tích ra giống như thế này cho thầy. Hiểu không? Đó. Thầy làm rất chậm như vậy để chúng ta nắm. Như vậy thì tới hiện tại bây giờ chúng ta đã nắm được hạng thức số 1. Thầy luôn luôn nhắc lại này. A cộng B tất cả bình. Số 2 A trừ B tất cả bình. Số 3 A bình trừ B bình. Tự viết em nha. Và số 4 đó chính là A cộng B tất cả mũ 3. Và trong clip sau thầy sẽ quay cho em hạng thức số 5, đó chính là A trừ B tất cả mũ 3. Bốn thằng này thì các em sẽ tự viết giùm thầy. Còn số 5 này thầy sẽ dạy cho các em trong clip tiếp sau. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay ở đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần 2. Đó chính là lập phương của một hiệu. Lập phương một tổng thì chúng ta được học rồi. Đó chính là hạng thức số 4. Ok, chiều thuận và chiều nghịch chúng ta đã nắm kỹ rồi đúng không nào? Ok, bye bye các em nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của